tướng quân lực Ukraine tức giận trước quyết định của NATO. Khoảnh khắc lính Nga cưỡi xe máy tấn công làng chiến lược ở Donetsk. Ukraine mở chiến dịch tóm gọn hàng loạt quan chức biển thủ tiền phân bổ cho quân sự. Tòa án ICJ tuyên bố Israel kiểm soát lãnh thổ Palestine là bất hợp pháp. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Newsroom, tướng về khu của lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Kirivonov cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang gửi thiết bị đã bị vô hiệu hóa tới Ukraine. Ông Kirivonov nói, NATO hiện đã bắt đầu giữ lại tất cả các thiết bị tốt của mình, họ đổ đi tất cả những thứ không thể dùng được mà họ có, bao gồm cả việc đổ vào chúng tôi. Theo vị tướng này, Ukraine thậm chí đã từ chối một phần nguồn cung cấp và họ cố gắng đưa ít nhiều các thiết bị bình thường vào chiến trường. Ông Kirivonov cho biết, những thứ không thể khôi phục được đã được chúng tôi trả lại. Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, bao gồm các loại đạn dược, pháo các loại, xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, bom cùng nhiều thiết bị khác. Họ cũng hứa viện trợ tiêm kích F-16 hiện đại cho Ukraine và sẽ bắt đầu chuyển giao ngay trong năm nay. Đầu tháng này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine do Washington và các đồng minh kích động hiện đang bị họ cố tình kéo dài. Ngày 20 tháng 7, truyền hình quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại đợt tiến công cuối cùng nhằm vào phòng tuyến do Ukraine kiểm soát ở phía bắc làng Urozhanoye ở tỉnh Donetsk, đánh dấu kết thúc trận đánh tại làng chiến lược mà Kiev phải mất nhiều tháng mới kiểm soát được trong đợt phản công lớn hồi giữa năm ngoái. Cuộc tiến công được thực hiện bởi lữ đoàn hải quân đánh bộ cận vệ số 40 thuộc hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga. Trong video, các binh sĩ Nga di chuyển bằng xe máy cá nhân để tạo mũi xung kích chớp nhoáng nhằm vào cứ điểm Ukraine, trong khi mũi chủ lực di chuyển bằng xe thiết giáp để kiểm soát từng dãy phố trong làng. Lực lượng phòng thủ Ukraine dường như bị bất ngờ trước tọa độ và sự quyết liệt của mũi xung kích bằng xe máy nên để mất toàn bộ mạng lưới phòng tuyến phía bắc ngôi làng sau 1 tiếng rưỡi chiến đấu. Trung đội phó có biệt danh Ivanik cho hay, chúng tôi chia thành các phân đội gồm 3-5 người có trách nhiệm giành từng ngôi làng trên 2 dãy phố. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ban đầu là kiểm soát 22 ngôi nhà, đồng thời giành thêm 14 công trình lân cận. Các quân nhân Nga nói rằng đợt tiến công ngôi làng được chuẩn bị từ lâu, trong đó có nỗ lực chặn đường tiếp viện và rút lui của binh sĩ Ukraine. Lữ đoàn trưởng lữ đoàn 40 là Topa nói, đối phương mất ít nhất 70 binh sĩ trong các khu dân cư, cùng 25-30 người chúng hỏa lực khi cố tiếp cận ngôi làng. Quá trình tảo thành, dọn dẹp chiến trường và củng cố vị trí của lực lượng Nga kéo dài trong nhiều ngày. Quân đội Ukraine tiến hành nhiều đợt phản công, sử dụng đạn chùm để pháo kích những khu vực đã mất nhưng không tái kiểm soát được ngôi làng. Urozhanoye được đánh giá là ngôi làng có vị trí chiến lược nằm trên mũi tiến công nhằm vào thành phố Mariupol trong chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine năm ngoái. Quân đội Ukraine khi đó phải tổ chức nhiều đợt tiến công với các đội xung kích quy mô, đôi khi tới cấp sư đoàn mới kiểm soát hoàn toàn được làng sau vài tháng phản công. Khi cuộc phản công thất bại, lực lượng Ukraine chỉ tiến thêm được quãng đường không đáng kể về phía nam. Hôm 14 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị thuộc cánh quân đông đã tác chiến thành công, tái kiểm soát Urozhanoye và đang giả phá bom mìn tại ngôi làng. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo Nga mở 18 đợt tiến công vào làng Urozhanoye và các khu vực lân cận, nhưng không đề cập đến tình hình tại địa điểm này trong những bản tin sau đó. Kênh Telegram Deep State của Ukraine thừa nhận Nga đã kiểm soát Urozhanoye sau khi mở hàng loạt đợt tiến công vào phía nam ngôi làng. Kênh này nhận định để mất Urozhanoye cho thấy phòng tuyến của Ukraine trong khu vực đã sụp đổ và kêu gọi điều tra nguyên nhân dẫn đến điều này. Văn phòng Tổng công tố Ukraine vừa công bố một chiến dịch đặc biệt quy mô lớn nhằm phát hiện tội phạm, biển thủ hơn 3,73 triệu đô la Mỹ được phân bổ cho nhu cầu quân sự. Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, các quan chức thực thi pháp luật đã tiến hành 70 cuộc khám xét và gửi thông báo nghi ngờ cho 30 quan chức trên khắp Ukraine trong cuộc điều tra về việc sử dụng ngân sách quân sự. Thông báo của Văn phòng công tố nêu, một hoạt động đặc biệt quy mô lớn đã được thực hiện để phát hiện những kẻ tổ chức và tham gia các âm mưu tội phạm liên quan đến biển thủ quỹ ngân sách được phân bổ để đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà nước chi hơn 138 triệu hryvnia tiền Ukraine, tương đương 3,73 triệu đô la Mỹ. Các quan chức từ các đơn vị bảo trì nhà ở cùng đại diện của các tổ chức thương mại đã bị phát hiện có liên quan đến hành vi tham ô quỹ ở hầu hết các tỉnh của Ukraine.
cũng có thông tin cho rằng một số quan chức đã bị bắt vì sai lầm trong nhiệm vụ quân sự và làm giàu bất chính. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, sau các hoạt động điều tra, 30 cá nhân đã bị bắt giữ và buộc tội, trong đó 15 người trong số họ là thành viên của các nhóm tội phạm có tổ chức. Các nghi phạm bao gồm 3 người đứng đầu bộ phận bảo trì nhà ở các tỉnh Kharkov, Mykolaiv và Dnipropetrovsk, cũng như 7 người đứng đầu bộ phận bảo trì nhà ở các thành phố Kropivnitsky, Chernihiv và Lviv, vùng Prikarpatia, vùng Ivano-Frankivsk và các tỉnh Zhytomyr, Volyn và Lugan. Ngoài ra, đại diện các tổ chức thương mại cũng nằm trong số những người có liên quan. Những quan chức này đang bị cáo buộc tham ô và biển thủ công quỹ thông qua việc đánh giá quá cao trong quá trình mua củi đốt cho nhu cầu quốc phòng, điện, khí đốt tự nhiên, đồ nội thất cho quân đội và công trình xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự cũng như những thứ khác. Ngày 19 tháng 7, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ khẳng định việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ và khu định cư của người Palestine là bất hợp pháp và cần phải được rút đi càng sớm càng tốt. Đây là phán quyết mạnh mẽ nhất cho đến nay về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Chánh án Nawab Salam đã công bố kết luận của hội đồng gồm 15 thẩm phán cho biết các khu định cư của Israel ở bờ Tây và Đông Jerusalem và chính quyền nơi đây đã được thành lập và duy trì, vi phạm luật pháp quốc tế. Tòa án nhấn mạnh Israel có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và di dời toàn bộ người định cư khỏi các khu định cư này. Ý kiến pháp lý của các thẩm phán tại ICJ tuy không mang tính ràng buộc, nhưng có giá trị theo luật pháp quốc tế và có thể làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Israel. Phản ứng về động thái trên, Bộ Ngoại giao Israel đã bác bỏ ý kiến pháp lý của tòa, cho rằng tòa án thiên vị, đồng thời nhắc lại rằng giải pháp chính trị trong khu vực chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Palestine ca ngợi ý kiến pháp lý trên mang tính lịch sử và kêu gọi các quốc gia tuân thủ. Phát biểu bên ngoài tòa án ở La Haye, Hà Lan, cựu Ngoại trưởng Palestine, ông Riyad al-Maliki nhấn mạnh, không viện trợ, không hỗ trợ, không thông đồng, không tiền bạc, không vũ khí, không thương mại, không có bất kỳ hành động nào ủng hộ sự kiểm soát bất hợp pháp của Israel. Ai Cập và Liên đoàn Ả Rập AL cũng lên tiếng hoan nghênh ý kiến pháp lý của tòa ICJ. Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy việc thực thi ý kiến pháp lý của tòa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo điều kiện cho nhân dân Palestine thực hiện quyền tự quyết chính đáng của mình. Tòa án ICJ đưa ra ý kiến pháp lý trên theo yêu cầu từ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2022, trước khi bùng phát xung đột ở Gaza vào tháng 10 năm 2023. Trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, Israel đã chiếm bờ Tây, dải Gaza và Đông Jerusalem, những khu vực lịch sử của Palestine mà người Palestine muốn thành lập một nhà nước, và kể từ đó đã xây dựng các khu định cư ở bờ Tây và liên tục mở rộng chúng. Các nhà lãnh đạo Israel lập luận rằng, các vùng lãnh thổ này không bị chiếm đóng về mặt pháp lý vì chúng nằm trên mảnh đất tranh chấp, nhưng Liên Hợp Quốc và phần lớn cộng đồng quốc tế coi chúng là lãnh thổ bị chiếm đóng. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 19 tháng 7, Liên minh châu Âu EU bày tỏ thất vọng mạnh mẽ trước quyết định của Quốc hội Israel phản đối việc thành lập nhà nước Palestine, ngay cả khi đó là một phần trong thỏa thuận hòa bình. EU khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được hòa bình và an ninh lâu dài cho khu vực Trung Đông. Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell nhấn mạnh, có sự đồng thuận mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế về việc giải pháp hai nhà nước là giải pháp khả thi duy nhất. EU tái khẳng định cam kết của mình đối với một giải pháp hòa bình lâu dài và bền vững dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm các nghị quyết 2735, 2728, 2720 và 2712. Theo đó, người Israel và người Palestine đều có quyền bình đẳng được sống trong an ninh, tự do và hòa bình. EU tuyên bố sẽ không công nhận bất kỳ thay đổi nào đối với biên giới năm 1967, trừ khi được cả hai bên đồng ý. EU cam kết tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế và khu vực để thúc đẩy tiến trình hòa bình và khôi phục các cuộc đàm phán. EU nhấn mạnh rằng việc thành lập nhà nước Palestine là một phần thiết yếu trong tiến trình này. Việc thiếu hy vọng và triển vọng cho người Palestine sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng xung đột trong khu vực. Cùng ngày, chính phủ Đức đã chỉ trích việc Quốc hội Israel bác bỏ giải pháp thành lập nhà nước Palestine, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho rằng, dù nghị quyết của Quốc hội Israel không mang tính ràng buộc, nhưng đây là một bước thụt lùi trong nỗ lực nhằm cân bằng lợi ích an ninh hợp pháp của Israel với quyền tự quyết của người Palestine. Người phát ngôn khẳng định nghị quyết của Quốc hội Israel mâu thuẫn với một số nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Do đó, Israel đang tự tách mình khỏi đại đa số cộng đồng quốc tế và tự cô lập mình.
Quan chức trên nhấn mạnh, chính phủ Đức nhận thấy rõ ràng rằng không có giải pháp nào có thể thay thế giải pháp hai nhà nước. An ninh của Israel chỉ có thể được đảm bảo lâu dài với giải pháp này.